Chuyên Hà Lan cùng toàn thể các đồng chí. Trong không khí thật vui mừng, phấn khởi của tất cả mọi người đang hướng về một ngày rất quan trọng và đầy ý nghĩa đối với chị em phụ nữ của chúng ta. Giới thiệu phu quân của cô giáo Nguyễn
Nguyễn Thị Trâm, đồng chí Lê Hồng Thắng. Xin trân trọng giới thiệu phu quân của cô giáo Trương Thị Hằng, đồng chí Vũ Anh Tuấn. Một gia đình êm ấm, một sự nghiệp thành công. Bạn sẽ nhận được một món quà của chương trình nếu vượt qua thử thách của chúng tôi. Đứng đầu ở trong rừng đấy. Con hổ ạ? Con hổ, chạy nhanh lên.